ngày 16 tháng 6 năm 2023, tổng thư ký quốc hội Lào bà Pingkhum Lasimma thông báo trước các phương tiện thông tin đại chúng về kỳ họp quốc hội lần thứ 5 khóa 9. Kỳ họp quốc hội lần thứ năm khóa 9 sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 và kéo dài đến ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Vientiane. Kỳ họp lần này sẽ tập trung nghiên cứu thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như Báo cáo khái quát của Thủ tướng về các công tác nổi bật của chính phủ. Báo cáo của chính phủ về việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về việc triển khai kế hoạch ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Báo cáo về việc triển khai kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về tiến độ triển khai chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn lĩnh vực kinh tế, tài chính. Báo cáo về tiến độ triển khai chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy. Báo cáo về phương hướng kế hoạch đầu tư và phân bổ ngân sách cho các dự án đầu tư của chính phủ định kỳ năm 2024. Báo cáo về đề xuất điều chỉnh kế hoạch ngân sách chính phủ 6 tháng cuối năm 2023 và kế hoạch đầu tư của chính phủ năm 2023 gắn với nghị quyết quốc hội về thông qua kết quả thanh tra của thanh tra chính phủ, nghị quyết ban thường vụ quốc hội về thông qua việc ban hành trái phiếu trị giá 8.000 tỷ kíp, báo cáo về dự thảo chiến lược phát triển khoáng sản 10 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 báo cáo về chiến lược quản lý nước và tài nguyên nước quốc gia đến năm 2030, báo cáo về việc triển khai chiến lược bảo trợ xã hội. Ngoài ra, kỳ họp quốc hội lần này còn thông qua việc xây dựng và điều chỉnh 10 văn bản luật, trong đó xây dựng mới 4 văn bản luật, điều chỉnh 6 văn bản luật. Đồng thời, quốc hội cũng nghe báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về đánh giá việc áp dụng 2 văn bản luật trong lĩnh vực tư pháp gồm luật về tòa án và luật về xử lý dân sự. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đánh giá việc áp dụng hai văn bản luật trong lĩnh vực tư pháp gồm luật về Viện kiểm sát nhân dân và luật về xử lý hình sự. Về công tác của Quốc hội, kỳ họp lần này sẽ nghe báo cáo của Ban Thường vụ Quốc hội về triển khai kế hoạch hoạt động trong giai đoạn vừa qua và phương hướng 6 tháng tính từ khi kỳ họp quốc hội lần thứ 5 đến kỳ họp quốc hội lần thứ 6. Nghiên cứu thông qua 18 nghị quyết như 6 nghị quyết thông qua các báo cáo của chính phủ, một nghị quyết thông qua báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một nghị quyết thông qua báo cáo của quốc hội và 10 nghị quyết thông qua các văn bản luật